Rồi, xin chào mọi người nha. Vietlau TV đây. Rồi, rất vui được gặp lại mọi người nha. Rồi, tiếp theo cái chuỗi MCSA ha mọi người. MCSA 2019. Thì phần hôm nay là bài số 8 ha. Bài số 8. Rồi. Về home directory, user profile ha. Thì bài thực hành này thì hướng dẫn mọi người cách cấu hình home directory ha, ramin profile. Thì cấu hình home directory để mỗi người dùng có một thư mục lưu trữ riêng trên server ha. Rồi cấu hình ramin user profile để lưu user profile của người dùng ha, tập trung trên server luôn. Đó, coi như chúng ta có hai mục ha. Home directory là thư mục lưu trữ riêng ha của từng user trên server, và thứ hai là cái user profile của user. Thì trong cái bài lab này thì người thông cảm nha, gắt của họng, cái giọng không được tốt. Thì mình sử dụng ba máy ha, một cái máy DC nè, IP 201 ha, tên là DC1, một cái máy BC2 IP là .1 ha, BC1 sorry, BC1 IP .1 ha, BC2 là IP .2. Mình đặt IP kiểu này cho mọi người dễ phân biệt ha. Cái BC1 là .1, BC2 là .2. Rồi DC1 là .201 ha. Đây là máy domain controller nha. BC1, BC2 đều do domain ha. Rồi mọi người nắm sơ đồ rồi ha. Giờ mình tiến hành làm nha mọi người. Rồi mình đóng lại luôn đi. Nó sử dụng rồi. Rồi. Mình bật Hyper-V lên ha. Thì bài nắp này mình sử dụng ba máy ha. Đây DC1 nè. Cái này là của bài lắp trước nha, mình sẽ đào nó đi. Rồi cái server này mình để hôm ngày mình cũng chưa có tắt nữa. Từ cái bài lắp trước luôn á. Rồi giờ mình sẽ revert lại. Rồi sử dụng luôn BC1. Revert luôn đi. Rồi BC2 mình cũng nhớ có làm gì không nữa, rượu vật luôn. Rồi coi như là ba máy ha. Rồi mình tiến hành start cái DC lên trước nè. Thì mặc định là BC1 đã join domain rồi nha mọi người. BC2 chưa ha. Rồi mình sẽ tiến hành join cái BC2 vào domain luôn. Rồi mình start BC2 luôn. Ui da. Đây DC1 ha. Rồi mình để theo thứ tự mọi người dễ dầm. BC1. Đã lắp on domain rồi ha, cho nên nó hiển thị đây. Rồi BC2 thì mình chưa có lắp join domain hết mọi người. Giờ mình tiến hành join domain cho BC2. Đây mình chuẩn bị xong rồi mình mới làm ha. Rồi trước tiên mình phải refer DNS về server ha. OK ha, mình refer DNS về máy DC để mình join domain. Giờ muốn chắc ăn mình kiểm tra luôn nè,
AMD. Tức thì là mình bình trước ha, bình 5.254.281. Rồi ok ha. NS bút cốc. Ok. DC1.vietcloud.vn luôn ha. Rồi, đóng lại. Tiến hành cho domain nha mọi người. Trên setting trên cloud.vn U2 là cái gì, hình như là rồi ok rồi đó. Nãy giờ là mình chuẩn bị xong cái bài lab rồi đó mọi người. Coi như một PC ha, một cái DC và hai client. Rồi. Rồi mình đăng nhập thử U2 luôn nha. U2. Rồi, xong rồi ha. Tạm thời mình thu nhỏ nó xuống đi. Rồi, mình sẽ cấu hình trên con DC1 nha mọi người. Rồi, tiến hành bắt đầu. Log on. Rồi, thu nhỏ luôn. Rồi, trên DC1 ha, mình vào OC ha. Rồi, tạo một cái thư mục. Home folder. Ok ha. Rồi phải chuột chọn property. Rồi, qua tab serine. Chọn advanced serine ha. Rồi share disk folder. Rồi qua tab permission ha. Nhập code allow nha. Full control. Rồi ok hả mọi người. Ok. Rồi qua tab security ha. Chọn advanced. Rồi chọn tiếp ha. Disable inheritance ha. Rồi chọn cái này đi. Đọc dài quá, biến. Trong danh sách là cái permission entry ha, chúng ta chọn group user. Đây, remove nha, remove group user luôn. Như chúng ta sẽ remove cái group user ra ha. Ok. Cloud. Rồi, tiếp theo ha. Trong server manager ha, chúng ta mở Active Directory User and Computer lên ha. Rồi, chờ chút. Rồi ở đây mình không có xài sử dụng những cái user mặc định này ha. Rồi mình sẽ tạo một cái OU mới. Rồi new cái OU ha. Tên là manager ha mọi người. Thiếu chữ A. Rồi ok nha.
quản lý. Rồi mình coi như là mình làm bài lab mới ha. Rồi ở đây mình sẽ tạo user mới. Mà một ha. Rồi bắt quật. Nét. Finish. Rồi rồi mọi người chờ mình xíu nha. Đây. Bây giờ mình cũng quên làm cái phần note cho mọi người ha. Rồi phần 1 là mình cấu hình Home Directory. Home Directory ha mọi người. Bây giờ làm quên. Rồi mình trở lại ha, tiếp tục. Rồi nó tạo user mà 1 rồi ha. Rồi phải chuột lên màu 1, chọn property nha mọi người, qua tab profile. Đây có một home folder nè ha. Đây mọi người chú ý như này ha, chúng ta chọn connect ha. Rồi ở đây chúng ta đặt chọn ký tự ổ đĩa nào cũng được ha. Thôi mình chọn ổ Z nha. Rồi tu. Ở đây là mình xuyệt xuyệt nè. DC1 nè. Xuyệt nè. Home folder ha. Mình gõ cho đúng lúc cái thư mục mình share ra nha. Home folder. Xuyệt nè. Phần trăm ha. Username. Ok, chúng ta gọi đúng nha. Nếu đúng là chúng ta nhấn apply thì nó sẽ báo đây là user mà 1 ha. Rồi ok. Ok. Rồi này mình nếu mà mình có nhiều user thì mình tạo cho từng user ha mọi người. Rồi bước thứ hai ha, kiểm tra home directory. Rồi chúng ta không sử dụng máy PC 1 kiểm tra ha. Ở đây chúng ta log on với user M1. Kiểm tra coi nó có cái thư mục và có cái ổ Z đó, nãy mình mới tạo ha. Rồi mọi người chờ để cấu hình profile chút xíu. Rồi chúng ta đang log on với user M1 ha. Rồi chúng ta mở ổ disk PC lên. Đây chúng ta thấy được có một cái ổ Z ha. Này đường dẫn nè, DC1 home folder nè. Đó ta mở lên. Chúng ta tạo thử một cái file đi. Data M1 hello đi. Rồi lưu lại. Đây.
Rồi cái này gọi là home folder ha mọi người. Rồi chúng ta quay lại máy DC ha, chúng ta mở ổ C lên cho kiểm tra ha. Đây M1 nè, đây có dữ liệu với M1 ha. Rồi vậy là mình đã hướng dẫn mọi người cách tạo home folder cho user ha mọi người. Rồi tiếp theo bài phần số 3 ha, mình sẽ cấu hình Ramin user profile ha. Thì mọi người thấy khi mà user nó đăng nhập ha thì nó sẽ có tạo ra một cái profile của user ha. Giờ mình sẽ tiến hành cấu hình Ramin user profile. Mục đích là để lưu cái profile của user đó rồi lên server luôn ha. Rồi khi mà user nó đăng nhập tại các máy chạm á thì cũng sẽ có đúng cái profile đó. Nói đơn giản dễ hiểu là khi user đăng nhập trên các máy chạm ha, cái profile user có đều như một ha, đều giống nhau ha mọi người, tại vì nó được lưu trên server. Rồi chúng ta sẽ cấu hình ha. Đây, trên máy DC1 này home folder ha, giờ mình tiến hành cấu hình profile. Rồi chúng ta phải chuột ha, chúng ta chọn property serine ha, chọn advanced serine share this folder. Rồi permission ha. Rồi ok ha. Ok. Rồi close thoát ra. Rồi tiếp theo ha, chúng ta mở lại công cụ Active Directory ha. Rồi chúng ta chọn OU Manager ha. Rồi chọn User M1, chọn Property, qua tab Profile ha mọi người. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái đường dẫn profile nè. Đây mọi người thấy không? Profile path nè. Chúng ta gõ ha. Xuyệt xuyệt DC1 xuyệt profile, nhất đúng ha mọi người. Xuyệt % username. Rồi mọi người kiểm tra giúp mình cái nha. DC1 profile % username. Rồi, đúng rồi đó. Bấm apply ha. Ok. Khi nào mà nó cảm nhận được nhận dạng được user M1 nghĩa là chính xác ha mọi người. Rồi, mình đã tiến hành cấu hình profile cho M1 ha. Giờ mình sẽ tạo tiếp một cái user ha, M2. Thì thay vì mình phải chuột ha, mình new ha,
tạo user đó, thì nó không có kế thừa những cái thuộc tính của M1 ha. Mình sẽ copy cho nó lẹ, copy M2. Rồi. Đó, mình đã tạo được user M2 ha. Đây, giờ mình sẽ kiểm tra lại property M2 nè. Đây, profile ha. Mình thấy không, mặc định nó có sẵn luôn cái home folder nè, cũng như là cái profile luôn ha. Rồi nếu mà chúng ta tạo bằng file new á thì chúng ta phải cấu hình lại cái này ha. Chúng ta chọn copy. Ok. Vậy ra đây mình sẽ tạo hai user ha mọi người. Rồi giờ chúng ta thành kiểm tra RAM minimal file ha. Bước số 4. Bước cuối cùng. Kiểm tra RAM user profile. Ok ha, sắp xong rồi mọi người ơi. Rồi mình qua máy PC1 nha. Mình đăng nhập lại nha. Tại lúc nãy là mình chỉ có M1, lúc nãy là mình chỉ có home folder thôi ha. Mình phải log on log out lại. Rồi mình kiểm tra ha. M1. Giờ mình sẽ kiểm tra cái RAM min user profile. Thì khi lúc nãy ở bài bài trước qua phần trước ha, thì chúng ta làm được cái home folder nè. Rồi giờ tiếp theo mình sẽ làm profile ha mọi người. Rồi ví dụ như profile user M1 ha. Rồi trên desktop đây. Cho nó dễ phân biệt nha. Mình tạo một cái folder đi. New folder. Data M1. Rồi, mọi người thấy nha. Rồi, rõ ràng nha, mà một. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập với user M2 ha mọi người. Đây, mình đăng nhập trên PC2 nha. Rồi khoan, mình tiếp tục nhập trên PC1 chứ, sorry. Mình sẽ kiểm tra bên M2, mình kiểm tra M2. Sorry mọi người, nhiều máy quá, nó lộn. Nghĩa là mình đăng nhập M1, M2 trên máy PC1 ha. Chút mình sẽ sử dụng máy PC2 mình kiểm tra. Rồi mọi người chờ chút nha. Vì do đây là lần đầu tiên M2 lock on ha, cho nên nó sẽ tạo cái profile. Profile user. Đây mình đăng nhập M2 trên máy PC1 ha. Và mình cũng tiến hành tạo folder luôn. Data. M2. Rồi mình tạo thêm một cái nữa cho nó khác M1 cho mọi người dễ phân biệt.
ATA M22. Đấy. Đấy, mình cố tình mình sắp xếp ha. Cho nó khác cái M1 ha. M1 thì chỉ có một cái data thôi ha. M2 đây mình có thấy hai cái. Ok, mọi người theo kịp chưa? Giờ chúng ta sẽ mở lên kiểm tra nè. Đây M2 cũng có được cái ổ home folder ha. Rồi ở đây mình tạo thêm một cái data luôn. M2. Đó, mình tạo cho nó cố tình cho nó khác luôn. Tạo cho nó khác M1 ha. Đó, data M22 ha. Bây giờ bấm nhanh quá. Data M22. Home folder profile ha. Rồi giờ mình tiến hành sao ra nè. Rồi coi như là M1, M2 đều log on trên PC1 ha mọi người. À, đã có home folder. À, đã có profile luôn ha. Rồi bây giờ mình tắt cái máy PC1 ha. Rồi mình sẽ dùng máy PC2 mình kiểm tra nè. Chờ một chút nha. Cái máy nó đang update hơi bị lâu. Rồi, mình tiến hành đăng nhập M1 nha. Rồi kiểm tra ha. Đây là mình đang sử dụng cái máy PC2 ha. Mình giả lập đây là một cái máy khác ha. User M1 đăng nhập trên một cái máy khác. Trong cùng hệ thống nha mọi người. Rồi, log on. Rồi mọi người chú ý ha. M1 đăng nhập trên một cái máy khác. Mọi người thấy lúc này nó không có tạo cái profile ha. Đó. Khi này nó sẽ lấy profile trên server nó đưa xuống luôn. Này mọi người thấy không, giống không? M1 nè ha. Rồi. Kiểm tra luôn. Rồi có thêm một luôn ha. Đó. Mình đăng nhập trên máy PC2 ha. Nghĩa là một cái máy khác ha. Ok. Giờ mình tiến hành đăng nhập trên user M2. Kiểm tra coi. Đó. M2 nè. Mọi người thấy nó không có tạo profile ha. Khi này nó sẽ lấy cái profile trên server nó đưa xuống luôn. Đó. Này. Đây mọi người thấy các bạn nha. PC2 ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lần nữa là mình sẽ đăng nhập lại máy PC1 cho mọi người xem. Đây đăng nhập M2 luôn nha. Đây M2 đăng nhập PC1 nha. Đây. Đây PC1 cho PC2. Đây. Đó, PC1 ha. PC2 ha. Ở đây là tính năng Gramin User Profile ha mọi người.
là khi đăng nhập bất kỳ trên một cái máy nào khác ha, trong cùng hệ thống mạng domain nha, thì nó sẽ lấy cái profile trên server, nó sẽ đưa xuống cho user ha. Rồi mình sẽ quay lại DC nè. Mình kiểm tra cái ổ C nào. Xem một profile ha. Đây mình thấy có profile của M1 nè. Và profile của M2. Đây nó hỏi mình khi mà mình mở lên thì nó hỏi mình có cái quyền ha. Mình sẽ được. Ở đây như mình là admin mà. Rồi. Hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người cấu hình home folder cho user ha, hay gọi là home directory á, và cái profile user. Rồi, bài lab mình xin kết thúc tại đây ha. Mọi người nếu thấy hay hữu ích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha, cũng như bấm vào cái nút chuông á để mình ra cái video nào là mọi người xem liền ha. Rồi, xin chào mọi người nha.